nghệ sĩ cũng cần phải có lập trường chính trị. Người nghệ sĩ không nên đứng về phe nào. Hòa bình là nói độc lập. Đối với nhân vật bác chị Công Sơn lúc trẻ, đối với mình là một vai diễn khá là thú vị. Mình thích nhất ở bác là về triết lý sống và phong cách sống của bác. Bác cũng có một tuổi trẻ cũng năng động giống như tất cả mọi người. Sao vậy hả con? Dạ mà. Khi mà biết tên Ngô Kha thì mình không biết bác là ai hết. Trước tiên ông phải nói là nhân vật này là một nhân vật để đời đối với anh. Và anh cũng ngưỡng mộ nhân vật nữa. Bác là một người nói lên suy nghĩ của mình, dám nói dám làm. Lạ lắm anh. Mình rất thích bạn Văn Đỗ này ở cái tính cách của bạn ấy. Có một cái rất là bộc trực, thẳng thắn. Bạn nghĩ sao thì bạn sẽ nói vậy. Bạn không giấu giếm bất kỳ một điều gì hết. Theo em á, thì em giống ở Định Công ở chỗ là cũng có cái sự nhiệt tình và soi nổi ở bên trong con người của em. Có vài điểm cũng khá là giống bác. Mình cũng thích nghệ thuật, cũng yêu âm nhạc, cũng thích vẽ và cũng có một nhóm bạn chơi nghệ thuật khá là thân. Đều rất thích nghệ thuật, rất thích cái không gian dành riêng cho bản thân. Cái điểm khác nhau thì em nghĩ chắc là có lẽ là nghề nghiệp. Thì Định Công là một họa sĩ, còn em là một diễn viên. Mình khá là vui và tự hào là bởi vì mình cũng thích nghệ thuật và yêu âm nhạc như bác. Rất áp lực, không có quá nhiều tài liệu về bác. Hành trình thú vị đối với em là về cái khoảng thời gian của cái tuổi trẻ, cho nên là em phải đi tìm lại, đi tìm những cái tài liệu để em đọc xem họ sống như thế nào, cái cách họ đến với nghệ thuật như thế nào. Thời đó không có công nghệ, không có một cái thiết bị điện tử, điện thoại. Khác nhau ở cái điểm là cái thời điểm, nhưng cùng giống nhau là tất cả chúng ta đều có một cái đam mê, một cái nhiệt huyết, cái lửa trong nghề rất là nồng cháy. Tuổi trẻ thì thời nào nó cũng có cái giống nhau, đấy là mọi người đều rất là hoang dại, gần như là sống hết mình, không bao giờ giữ một điều gì để kìm giữ mình lại, là không có. Mọi người chơi chung với nhau là nhờ nghệ thuật. Mỗi người một cái tài năng riêng, chia sẻ về công việc, về phim ảnh, về diễn xuất, về nghệ thuật. Những người bạn của anh đều rất là tuyệt vời, cũng không khác gì những người bạn trong phim của bác Trịnh. Điểm khác nhau thì có lẽ là cách nhau về thời gian.